nhìn cho mẹ vui. Lần đó em nhận lại ba em, em kêu mẹ em qua nhà ba em chơi. À, mẹ em qua nhưng mà mẹ em đòi về. Em nói là con mới vừa tới nhà mới đòi về, con chưa nói chuyện được. Thôi má ngồi, má nay má ngồi ở nhà má ngủ với con đi cho nó vui, mẹ con tâm sự. Thì mẹ em ngủ lại thì mẹ nói là không có đem đồ thiếu tắm gì hết. Thì em nghe vậy em chạy đi mua bộ đồ cho mẹ em. Thì em kêu mẹ em tắm. Thì mẹ em tắm xong rồi mai em cho mẹ em đi chơi, xong rồi em chở mẹ em về. Thì ở một người chị bên ba em nói cho một cái bà chị khác nói là không có chấp nhận ai ngoài Khương vô nhà này hết. Người ta vô nhà này riết rồi mốt người ta chiếm nhà này luôn. Cái nhà không phải cái chùa mà vô tắm rửa ăn uống như cái chợ. Thì lần đó mẹ em có một cái tổn thương sâu sắc là cứ ai kêu mẹ em qua nhà chơi mà kêu ngủ lại, mẹ em không bao giờ ngủ lại. Mẹ em nói câu thôi đừng ai kêu tao ngủ lại, mất công kể nó nặng nó nhẹ lắm, đau đầu lắm. Mẹ em nói câu đó mà mẹ em là người đơn giản mà nói được câu đó, có nghĩa là mẹ em đã không chịu nổi được câu nói đó. Chị với anh Quốc Thuận khi mà tham gia chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà thì hai anh chị mang một cái gọi là một cái sứ mệnh, đó là kết nối các thành viên trong gia đình lại với nhau. Và bây giờ thì anh Quốc Thuận với mẹ là đang nói chuyện ở dưới nhà. Thì chị muốn cho tụi em nghe được những cái gì mà mẹ nhận xét về tụi em, những cái gì đó mà mẹ không thể nói được với tụi em, để cho tụi em hiểu rõ hơn về cái mâu thuẫn này ha. Khi mà Khương dẫn Ly về ra mắt cô, thì cô có chịu cái cô này không? Mới đầu cô nói bé này nó quá nhỏ, không biết là nó có làm tròn nhiệm vụ khi nó có con cũng phập phồng, nhưng mà giáng trời mẹ đã thương con thì thôi cho chót đi, mẹ cho thằng con trai đâu nó hạnh phúc khi nó đã chọn. Nhất là nhìn thấy thằng cháu nội mình đó, bởi vậy đã mình mãn nguyện rồi. Bây giờ cô có nghĩa là thương các con, thương hoàn cảnh cho hai đứa con và một đứa cháu đó. Vậy thì sao cô giận tụi nó? Hiện tại là đang giận tụi nó đúng không? Đúng. Vì mình thấy là còn nhỏ quá rồi cho nên không hiểu tại sao Ngọc Lan á, em cứ kéo anh ở đi thăm nhà, anh nói bây giờ bữa khác đi thăm, tại sao nhất quyết phải là bữa nay thăm? Tại vì em thích bữa nay là trời mưa, nó rất là hợp phong thủy của em. Hợp phong thủy hả? Đúng rồi. Anh ơi, cái số nhà chưa? Là em nhớ tới số mấy gần tới rồi. Em là hay lộn lắm á nha. 62/27 chắc không? Chắc. Mình đi qua bên đây đi, đi qua bên đây, đi qua nhà này 29 rồi nè. Sáng 2, 7 nè. Gõ cửa, phải gõ cửa. Khương ơi. Chị Lan. Khương. Anh Khương. Ủa Khương. Ủa nhà, em sao nhà em vô mà mắc gì em đứng bên nhà người ta em kêu vậy? Nhà này mới của em nè, nhà của người ta. Đâu, sáng 2 xe 27 rồi nhà. Gõ cửa chưa? Gõ cửa rồi. Ta đang thả chó đi, mua lên, mua lên. Ủa là số 27 hả? Ủa nhà này mới là nhà số 27 hả? 27 nhà là 3 căn nhà đều là 62/27. Nhưng mà nhà em là không có gắn số nhà. Trời đất ơi. Người ta gắn số trước em rồi, em không còn gắn nữa. Sao động trồn vậy? Thôi đi vô, đi vô, đi vô, mưa quá. Đứng dưới mưa vậy. Trời. Mình phải cố gắng tập trung vô, cho dù cô là mất tập trung, mình phải cố gắng tập trung vô. Hai cái đứa quỷ ma này thiệt á, động phù não luôn đó. Đi đi, kêu đi dây điện à. Em ơi, hết hồn. Sao hai đứa dẫn anh vô studio chụp hình vậy? Đâu có anh, cái này là cái lậu mộ quá ha. Là em cho nhỏ em nó làm đồ cưới. À, dạ. Nãy giờ hai anh em mình nhào vô nói chuyện mà không đâu vô đâu. Trong khi cái chính là gì? Dạ. À, là một cô gái bẽn lẽn đúng. Em giới thiệu với anh với lại chị Lan á là đây. À, quý vị khán giả đây là người yêu của em, cũng là vợ em. Tên ở nhà thì gọi là Billy thôi, chứ thật ra tên trong tên Phương. Bảo Phương. Phương. Dạ. Đây là công việc của Ly là gì? Em chăm em bé và phụ quán. Tức nghĩa là nội trợ và buôn bán tại gia. Bà nội bà ngoại có hay sao? Phụ chăm đúng rồi không? Mẹ em thì ở nhà bèm, với lại em họ không thích mẹ cực đó, cho nên là tụi em cũng tự chủ động giữ. Bao lâu rồi mẹ không có qua đây? Thật ra là nhân dịp đây thì em cũng nói luôn là từ lúc bé Ly sinh á là đến nay là 3 tháng. Thì mẹ qua được ngày đầy tháng con em. Tại vì mẹ giận á,
Nghĩa là hai đứa em chưa có đám cưới, hai bên gia đình cũng chưa có được ngồi lại với nhau nói chuyện người lớn. Thì tụi em có con thì tụi em quyết định sinh và tụi em mới ra ngoài ở và tụi em kinh doanh. Em là sự kỳ vọng của mẹ rất là nhiều, tại vì trong gia đình em là đứa gọi là may mắn, em học thành tài tới nơi tới chốn và em trước đây em làm được rất là nhiều việc. Khi mà em có con thì em phải gánh vác gia đình nhỏ nữa và em lo nhiều thứ, thì 2-3 tháng gần đây thì em không có lo cho mẹ được như hồi xưa nữa. Và bao nhiêu cái ngày xưa em có 10 thì em cho mẹ 9, một 9 rưỡi là em chỉ có nhận 0,5 thôi. Nhưng mà bây giờ em phải lo cho bé Ly và con nữa, cho nên em không có đủ điều kiện. Mà tình hình là dịch đó, cho nên là em cũng không có đi diễn nhiều. Gần đây em nghe mẹ nói một cái câu em rất là buồn, là em có gia đình rồi, coi như mẹ em không có hy vọng nữa. Nhưng mà em không biết sao mẹ nói câu đó, nhưng mà em không có đi đâu hết, em vẫn ở đây, em vẫn làm được. Mà tại vì kinh tế, thời điểm này kinh tế nó khó, chứ không phải là vì em không thương mẹ nữa. Thì mẹ em nói vậy thì em nghe em buồn. Em với mẹ có ngày ngày có khoảng cách lớn nữa, nên là em không nói. Nên em im lặng, càng im lặng nó sẽ càng ra những cái khoảng cách nữa. Ước gì á là em với mẹ được trở về như ngày xưa. Thật ra như thế này nè, cái trên thế gian này không có mẹ nào mà không thương con cả. Mà nhất là em là con trai của mẹ nữa. Thật ra mẹ em lo, bên gia đình của Ly cũng lo. Đúng rồi. Anh nghĩ là mẹ, cái vấn đề ở đây là nằm ở chỗ là gì? Hai người mẹ này đang lo là bởi vì cái tương lai của hai đứa nó, cả không có khoảng cách gì đâu. Mẹ em lo cho cái mối quan hệ và cái hôn nhân này là nó có một cái nguyên nhân. Ở đây em chia sẻ luôn là bé Ly là một cái trường hợp đặc biệt, là lần đầu tiên em bị phụ huynh phản đối. Bên phía em thì mẹ em đồng ý, bên phía bé Ly thì có ba bé Ly đồng ý, và mẹ bé Ly thì không đồng ý. Vì cái nguyên nhân đó mà mẹ em cũng không có thật ra vui vẻ với lại cái hôn nhân này của em. Và khi có con rồi thì mẹ em chấp nhận, bởi vì mẹ em thích gạo nó thành cơm rồi. Mẹ em có cháo thì mẹ em vui bởi vì có cà ri. Em biết là mẹ em không nói, nhưng mà ánh mắt của mẹ em, cái cảm giác của mẹ em vẫn thật sự là không vui khi đến bây giờ em có một cái hôn nhân bất ngờ như vậy. Về phần Ly thì như thế nào? Về cái tình trạng và thậm chí là cái mối quan hệ của em với mẹ chồng thì như thế nào em? Mẹ chồng nó rất thương em. Em với mẹ chồng cũng hòa thuận. Chỉ là khi em còn nhỏ nên là có làm vài thứ cho mẹ giận. Vài thứ cho mẹ giận. Một thứ là đã có thể giận nhiều rồi, còn cái này vài thứ. Đó. Có bao giờ mà mẹ giận không nói tới? Hay là hai mẹ con có một cái sự gì đó chưa hiểu nhau mà dẫn đến xung đột phải không? Dạ có. Có giận không hiểu thôi, nhưng mà không có xung đột với nhau. Trước khi em sinh đó, lần đó ở bên nhà cũ, em có anh Hương có kêu em nói với má, má hay cho người ta mượn tiền. Nên là em xúi, tại vì em nói má không được. Em nói không được, hai em chị không nói không má được. Cho người khác mượn tiền nữa, sợ mất tiền đúng không? Nói mà má không có nghe. Thật ra là câu chuyện nó đã kéo dài nhiều năm liền và em đã mất rất nhiều tiền từ những cái việc đó. Em có một cái tính thương người vô lý. Là ở đâu ngoài đường chạy vô, cô ơi con khổ quá cho con mượn 20 triệu nha, là mẹ em ngồi đó mẹ em lên lầu lấy tiền cho mượn. Mà em hỏi ra thì mới biết cái chị đó là cái chị rất là cờ bạc. Mẹ em nói là tính toán này kia thì em không có biết là người ta tốt hay xấu, mà tao mượn tiền nhiều lần. Vì từ lúc em còn học lớp 9, lớp 10 đến khi bây giờ em có gia đình nữa, có con, mẹ em vẫn còn bị người ta những cái chuyện đó nó đi rất là hoài. Rồi anh nói nè, quay trở lại với người ngoài mà mẹ em còn thương như vậy, nghĩa là mẹ em còn có cái tình cảm như vậy, huống hồ chi đây là những đứa con của mẹ. Thành ra là chắc chắn vấn đề là mẹ không có giận dai đâu. Nghe bây giờ nó nghe nào không? Bây giờ cứ ngồi đây nghe, để anh ra ngoài kia, anh chuyện đây nói chuyện được nhiều mà. Anh ra ngoài kia có chuyện à? có chuyện mấy đứa ngồi đây nghe. Mấy đứa ngồi đây nghe. Bây giờ nè, mình đừng có nói vắn mặt, đúng không? Bây giờ có mặt luôn nè. Đây, ông mời cô. Đây, mời cô ngồi đây nghe. Thấy chưa, người phụ nữ với một cái đồng xa cường lấp lánh. Đây nè. Chào mẹ chưa? Dạ. Mẹ của em. Dạ. Đây là bà nội, con chào cô. Dạ. Lan có biết rằng là anh á, cùng với chương trình
âm thầm liên hệ với cô và mời cô qua đây. Là hôm nay á, là anh với chị Ngọc Lan đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Trước là thăm hỏi về một người em đồng nghiệp, và sau đó sẽ là cho phép anh chị được dùng cơm ở nhà được không em? Dạ được, bây giờ nhà em cũng mới vừa đi chợ xong. Và bây giờ là em mời anh chị cùng với là mẹ em với Belly, mình vô bếp để xem Belly chỗ tài ngày hôm nay. Thật ra là em chỗ tài là chính đó, Belly là nền thôi đó. Mắt của chương trình là anh Thuận với chị là phải mỗi người mỗi nơi. Vậy hả? Ủa, đến cái độ này là mỗi đứa mỗi nơi. Không lẽ bây giờ em... Được hết anh ơi. Em lại muốn anh vào bếp nữa sao? Thật ra thì chủ nhà cũng không muốn bể đổ gì đâu, cho nên chủ nhà cũng không để cho em làm gì đâu. Em ở đâu cũng được chứ. Rồi nha. Rồi bây giờ tranh thủ lúc mà các bạn xuống bếp thì có thường như xin được hậu chuyện với cô nhé, cô Lan. Em ơi, qua nấu ăn em ơi. Ừ, chứ chị đâu biết nấu đâu em. Chị đứng đây chị hầu chuyện với tụi em thôi. Tội đâu? Đây hả? Thưa quý vị, đây cũng là một trong những cô gái nữ công gia chánh rất giỏi giống như tôi. Tỏi em đi cái này làm sao? Lấy tỏi cho. Bữa nay em nấu món gì? Em làm tôm riêng. Tôm riêng hả? Nhưng mà bình thường lúc em ở nhà với mẹ em á thì em có giỏi việc nhà không? Dạ có làm việc nhà nhưng mà không có làm việc bếp. Không có làm việc bếp. Mẹ em không cho làm bếp. À vậy hả? Đây, tỏi đây. Nó đi giỏi việc gì không hả? Chị nói gì vậy? Thật ra trong nhà lại làm vợ đó. Anh đây không có giỏi. Và hiện tại đó là tất cả các ngành nghề đều khó khăn, và trong đó là cái ngành mà diễn viên của con rất là ít show. Hồi nãy thì Khương cũng có nói đó, bây giờ bán trà sữa với bánh tráng trộn thì nó cũng rất là khó khăn. Hồi nãy thì cô cũng có chia sẻ là Khương cũng hay gửi tiền gì cho cô. Tại vì trong cái thời gian này thì cô thấy con mình làm ăn khó khăn như vậy, cô thấy làm sao? Thì bởi vì cô mới thương là Quy Bằng đó, cũng chịu cực chịu khó như mẹ nó ngày xưa. Thành ra càng như vậy mình càng thương con nhiều. Dạ. Sự thật gửi tiền cho mẹ, nhưng những lúc con cần là mẹ đều đáp ứng hết. Mẹ không phải như người ta mà con mình cho tiền cứ thoải mái xài, cứ thoải mái, cô lại không có. Để dành. Để dành, khi con cần cái là bóc đưa. Lúc này chị có nghe em nói rằng là mẹ chồng thì cũng rất là thương em. Cũng tức là em làm cái gì thì mẹ cũng vui vẻ để mà đón nhận, chứ cũng không có phải là cái gì gay gắt với em quá. Như vậy thì tại sao hai đứa lại không có cái suy nghĩ rằng là một là mình về nhà mẹ ở, bản thân Khương nó là con trai, mình là con dâu thì mình phải chăm sóc cho mẹ chồng, còn hoặc là mời mẹ về đây để cho mình chăm sóc mẹ. Tại sao hai đứa không làm cái hành động đó? Ra là mẹ em không có ở được với lại em. Là do là em không ở hợp với mẹ em. Rồi sự ra đời của em là mẹ em với ba em cũng đổ vỡ, cho nên mẹ em không có thích ở với em, cho nên mẹ em thích ở riêng. Mà dần dần lớn em cũng hình dung được là cái công việc của mình nó không có chủ động, không có gì rất rõ ràng, nên mình không muốn là những người thương mình phải lo cho mình, cho nên em cũng cảm thấy là em ở riêng rất là hợp. Và nhiều lần em có rước mẹ em lên, nhưng mà rồi em ở với mẹ em nó cũng có những cái xung đột đến gọi là đỉnh điểm luôn á, rất là mệt mỏi luôn, nhiều lần luôn, nhiều lắm luôn. Cho nên là dẫn tới là em cũng cảm thấy mẹ em đi quyết định là má không thích ở chung với con. Cũng là cái cách mà mẹ con sẽ vui hơn. Đến bây giờ điều quyết định sai lầm với cuộc đời em là khi đi nhìn là gia đình bên ba em, mà em nói với mẹ em là em không muốn nhìn, mà mẹ em kêu em nhìn bởi vì nhìn cho mẹ vui. Lần đó em nhận lại ba em kêu mẹ em qua nhà ba em chơi. À, mẹ em qua nhưng mà mẹ em đòi về. Em nói là con mới vừa tới nhà mới đòi về, con chưa nói chuyện được. Thôi má ngồi, hôm nay má ngồi ở nhà má ngủ với con đi cho nó vui, mẹ con tâm sự. Thì mẹ em ngủ lại thì mẹ nói là không có đem đồ thiếu tắm gì hết. Thì em nghe vậy em chạy đi mua bộ đồ cho mẹ em. Thì em kêu mẹ em tắm. Thì mẹ em tắm xong rồi mai em cho mẹ em đi chơi, xong rồi em chở mẹ em về. Thì ở một người chị bên ba em nói cho một cái bà chị khác nói là không có chấp nhận ai ngoài Khương vô nhà này hết. Người ta vô nhà này riết rồi mốt người ta chiếm nhà này luôn. Cái nhà không phải cái chùa mà vô tắm rửa ăn uống như cái chợ. Thì lần đó mẹ em có một cái tổn thương sâu sắc là cứ ai kêu mẹ em qua nhà chơi mà kêu ngủ lại mẹ em không bao giờ ngủ lại. Mẹ em nói câu
thôi đừng ai kêu tao ngủ lại, mất công kể nó nặng nó nhẹ lắm, đau đầu lắm. Mẹ em nói câu đó mà mẹ em là người đơn giản mà nói được câu đó, có nghĩa là mẹ em đã không chịu nổi được câu nói đó. Chị với anh Quốc Thuận khi mà tham gia chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà thì hai anh chị mang một cái gọi là một cái sứ mệnh, đó là kết nối các thành viên trong gia đình lại với nhau. Và bây giờ thì anh Quốc Thuận với mẹ là đang nói chuyện ở dưới nhà. Thì chị muốn cho tụi em nghe được những cái gì mà mẹ nhận xét về tụi em, những cái gì đó mà mẹ không thể nói được với tụi em, để cho tụi em hiểu rõ hơn về cái mâu thuẫn này ha. Khi mà Khương dẫn Ly về ra mắt cô, thì cô có chịu cái cô này không? Mới đầu cô nói em bé này nó quá nhỏ, không biết là nó có làm tròn nhiệm vụ khi nó có con cũng phập phồng, nhưng mà giá trời mẹ đã thương con thì thôi cho chót đi, mẹ cho thằng con trai đâu nó hạnh phúc khi nó đã chọn. Nhất là nhìn thấy thằng cháu nội mình đó, bởi vậy đã mình mãn nguyện rồi. Bây giờ cô có nghĩa là thương các con, thương hoàn cảnh cho hai đứa con và một đứa cháu đó. Vậy thì sao cô giận tụi nó? Hiện tại là đang giận tụi nó đúng không? Đúng. Vì mình thấy là còn nhỏ quá, rồi cho nên nhiều khi mẹ mình đã đi qua cái thời rồi, cho nên mẹ mình chỉ giận cho mình biết, chứ không phải là mẹ mình không thương. Nhưng mà giống tụi trẻ bây giờ thì thích gì là nó làm ấy, chứ nó không theo ý. Hồi nãy thì thật sự tại sao con hỏi cô là cô giận các em đó, con không phải là biết trước đâu, mà là do các em nói. Thật chất là Khương bây giờ cũng đang rất là khó xử đó. Thì thật ra nếu như mà đã là hai mẹ con thì nó rất là dễ, không thích kéo lại chửi mắng la rầy dạy dỗ. Đúng. Mà bây giờ lại có con dâu đó, và con hỏi thật, cái câu chuyện mà cô không vừa lòng ở Ly đó là những câu chuyện gì? Là nó còn nhỏ dễ cờ, nhiều khi nó nói mà nó không nghĩ cái đó là nó nói mẹ buồn hết than than vậy thôi, chứ bây giờ thì cũng hết rồi. Những lúc mà con dâu nói như trả lời lại mình không, nó không trả lời, không trả lời và không làm theo ý mình, và những lúc cô buồn đó Khương, tức là nó không trả lời mà nói cái bằng ý nó làm sao là nó làm vậy, chứ nó không có theo ý mẹ, không có cần gì hết đó. Chỉ là chuyện con chăm sóc con thôi, là nó khỏe mạnh là mẹ vui thôi, chứ còn mẹ không có đòi hỏi cái gì, tại vì nó còn quá nhỏ, hiểu không? Thì nó sống từ hồi nào giờ để được cái may mắn là có mẹ, nó có kẻ ăn người ở, cho nên là nó chưa biết, mà bây giờ thì nó cũng đã hiểu rồi. Khi nào giận Duy Khương là vì mẹ binh vợ mẹ, mình không, mẹ không binh má mẹ không? Không, cái chuyện đó là không nghĩ. Tại hồi xưa mình được có chồng may mắn, bên chồng cũng cưng. Và bây giờ đã từng nói là sau này tôi làm mẹ chồng, chứ tôi rất là thương con dâu. Tại vì dâu mới là nhà, còn rể là khách. Đồng ý không? Thành ra mình thương con mình thì người khác người ta thương lại con gái mình, chứ tại sao mình phải lại khó khăn thương như vậy? Dâu. Ừ. Cô thương Ly Viền Khương hay là cô thương là bởi vì bây giờ là cô đã chấp nhận nó là con gái của mình rồi? Tại vì lúc trước thì nó cũng còn giống nhõng nhẽo mà cái thời gian, nhưng hôm nay nó cũng hiểu rồi. Nó nghĩ là phải chi mà má là má ruột của con, trời, má ruột bây giờ má dâu thì con cứ tính đi, con dâu là cái gì cũng ở với mẹ chồng, mà con lo lắng cho con là mẹ đã vui lòng rồi, không có còn cái gì mà mẹ cũng được đó. Bây giờ con thấy không hổm hổm, má nói con không tin, bây giờ con thấy sự thật đó, giờ mới nói như đó. Thì nước chảy ngày tới, khi mà đứa mà nó biết quay đầu là mình rất là mừng. Bây giờ là mừng, là vui, mừng rồi đó, là có được đứa con, thêm đứa con gái nữa đó, bởi đó. Vậy thì hiện tại con muốn hỏi cô cái điều mà cô mong muốn nhất ở hai vợ chồng Duy Khương đó là gì? Là cô là coi như hạnh phúc là cô vui rồi, mà nếu được thêm cái tràn đầy nữa là hai bên gặp nhau để mà cô nói, nếu như cô mà mẹ nó mà nghe được những lời cô nói vậy á thì mẹ nó sẽ động lòng, thì cô cũng cảm ơn. Dạ, hy vọng rằng là sẽ có cái buổi đó. Thật ra tâm lý em đã ổn chưa khi mà em nghe mẹ nói như vậy? Em chỉ cần mẹ em với Ly là vui vẻ thôi. Còn tại vì
Nói chung là em chỉ mong mẹ em thương mấy Ly và chấp nhận tụi em là hai đứa con. Như đó với em nó là một cái sự một điều quá lớn rồi. Em không nó mong là nó sẽ thay đổi được gì hết. Và em chỉ mong mẹ em thương với Ly và mẹ em thay đổi. Đối với em á là em thành công rồi. Từ từ. Cái chuyện đó phải để từ từ. Rõ ràng ban đầu khi mà em nói với chị về cái mâu thuẫn của mẹ chồng nàng dâu, nó rất là gay gắt. Nhưng ngày hôm nay khi mà chị nghe cái câu chuyện mà mẹ trò chuyện với lại anh Quốc Thuận, thì chị thấy là mẹ dường như là mẹ đã gỡ ra được từ từ. Mẹ đã cởi lòng mẹ ra được từ từ. Và dĩ nhiên nó chưa được đến cái mức mà em hài lòng đâu. Chưa đâu, cái đó mình khó lắm. Thực ra em đã hài lòng. Em hài lòng vì là mẹ đã nhìn thấy sự thay đổi của Ly. Mẹ thấy bé Ly thay đổi. Thật ra bé Ly cũng rất là vụng về, nhưng mà bé Ly đã thay đổi. Thì hôm nay em thấy mẹ hết giận. Mà mẹ em là thật á, mẹ em không phải nói vì chương trình mà mẹ em nói cho vui. Mẹ em là thật. Mẹ em không thích là mẹ em không bao giờ nói. Mẹ em nói được là em rất vui. Cho nên mẹ ngày hôm nay mẹ đã vui vì không còn giận em. Đặc biệt là đã nói ra được những cái cảm xúc mà mẹ em giận với Ly. Mẹ em dám nói ra sự thật. Chứ trước đây mẹ em không bao giờ nói mà có giận. Và ngày hôm nay á, cái câu chuyện của anh Bin với lại mẹ nó có một cái diễn biến rất là tốt. Và bây giờ mình nấu cơm, mình dọn cơm ra, mời mẹ ăn và chúng ta tạo một cái gia đình, một cái không khí gia đình. Bởi vì lâu lắm rồi là gia đình đâu ăn cơm chung đâu, đúng không? Đúng rồi, vậy thì hôm nay mình phải làm điều đó nha. Ok. Trời ơi, nhìn cái mâm cơm kìa, toàn là món khoái khẩu không. Đó, cái món này là món anh cực kỳ thích nha. Rồi, cái món mà canh xà lách son thịt bằm này mình cũng cực kỳ thích nha. Rồi, cái món cải này mình cũng thích cực kỳ nha. Cái bữa cơm ngày hôm nay á, là do cô con dâu Hậu Đậu nấu đó. Đó, có đúng không mẹ? Dạ. Hậu Đậu, đây nè. Anh đây không có nhà. Vậy là biết là tài nghệ nấu ăn cũng dữ lắm mà nghe. À, người ta có thay đổi và người ta rất là cố gắng, anh thấy không? Vậy đó hả? Thôi bây giờ chắc sao? Mình mời đi chứ. Ai mời, ai nhỏ nhất nó mời chứ. Mình nói ăn cơm mày. Mày ăn cơm. Thôi con mời cô. Con mời hai bạn. Mời. Sẽ thử cái món này trước nè. Trời ơi. Đây. Đây con gắp cho bác. Cơm má con cơm tôm tình yêu. Con ơi, con tôm tình yêu kìa. Con tôm tình yêu kìa. Con tôm của con là con tôm yêu thương. Rồi em mời anh chị. Cái món rất là ngon. Ngon à. Thôi, có phải đây là lần đầu tiên mà cô ăn một bữa cơm do chính con dâu mình? Đúng. Ngon không? Ừ. Giờ thấy là quá tuyệt vời. Ra là bây giờ cũng có cố gắng nấu ăn. Nhưng mà tại vì không có giỏi vô bếp thôi. Theo em thì người phụ nữ lo như thế nào để cho gia đình có hạnh phúc? Em nghĩ là một cái người mà hiểu cái người chồng của mình, luôn luôn để tâm vào gia đình mình đó, thì sẽ có những cái điều không cần phải chỉ mình cũng biết. Ví dụ như là mình coi gia đình mình quan trọng thì những cái mối quan hệ bên ngoài, những cuộc vui bên ngoài nó chỉ là mối quan hệ xã hội thôi. Bước về nhà tự nhiên chỉ một câu thôi, anh đi quay về hả, hỏi ướt người, hỏi đi tắm liền đi để bệnh, rồi anh ăn cơm đi, rồi ra đây chưa nấu cũng được nữa, ra đây em với anh nấu cơm ăn cũng được. Chứ không phải là đi về mà ủa anh mới diễn về hả, thay đồ đi, em đi với bạn một chút xíu rồi em về, cũng không hỏi. Tự nhiên mình cảm giác là mình đợi về, mình không nói ra mình đợi về ăn cơm, mà một người còn lại là không biết mình đợi đi ăn với bạn bè. Em đã gặp cái hoàn cảnh đó chưa? Hồi đó lúc còn mới quen nhau, chưa có hai đứa chưa có con, thì bé Ly hay bị tình trạng vậy. Em có bao giờ em phản ứng không? Em phản ứng và em nói cho Ly hiểu không? Lúc em thì ngược lại với người ta nha, người ta không nói đỉnh điểm mới nói. Em là mọi khuất mắt, mọi nút rút á là em đều giải tỏa liền. Em nói. Nhưng mà một khi em không muốn nói nữa, có nghĩa là cái mối quan hệ nó đã vô chuyện hướng xấu, tiêu cực rồi, em mới không nói. Trước giờ có bao giờ là không muốn nói không? Cái giai đoạn mà bé Ly có bầu vào tầm tháng thứ 5, tháng 6 là giai đoạn đó là em cho rằng là bé Ly bị thay đổi nội tiết tố, hoặc là do có bầu nên thay đổi tính tình thôi, nên là em cứ nghĩ vậy và em cho qua. Có cái lần đó là em hay nấu đồ ăn cuối tuần, là nấu bò kho bún mắm em nấu, mà để em nấu là bé Ly chứ xíu ăn là để nguội, rồi xong bé Ly đem đổ. Em giận là tại sao, thật ra cái tô đó em có thể mua ở ngoài ngon hơn em nấu luôn, nhưng mà cũng vậy là nó nằm ở trong tâm huyết của mình á. Em nấu xong mà em canh bé Ly ăn, tại em nấu đồ ngon mà cái tô bé Ly, cái tô đầy đồ ăn luôn, thì bé Ly hay gấp
bỏ ra, bỏ đồ ăn ra hết rồi, hoặc là không ăn rồi bỏ đứng lên đi chơi này kia. Ừ. Mà trong cái chuyện ăn uống thôi, em đi làm về mệt mà em còn phải nhắc chuyện đó, nên là lúc đó cảm thấy là bé Ly không biết thương bản thân, chắc là bé Ly mà có con bé Ly sẽ không có chăm sóc tốt. Ừ. Cho nên là lúc đó em đợi bé Ly, em không nói, sợ bé Ly buồn, bé Ly khóc, đẻ con là nó không vui nữa, cho nên là em đợi bé Ly sinh xong em nói. Nhưng mà tự nhiên sinh xong á là hiểu hơn, lúc không cần nói là hiểu hơn lúc mà chưa sinh, nên cái chuyện đó em nghĩ qua rồi thôi, không cần nói lại. Anh rất muốn biết điều gì khiến em có một cái sự thay đổi, có một cái sự chuyển đổi mà nó lớn lên như vậy. Thì lúc trước á, cũng vì mấy cái chuyện ăn uống, em không ăn rau, thói quen của em lúc trước là không ăn rau, nên là nghe lộn rồi anh giận em nhiều. Sau này em mới thấy là tại vì anh muốn tốt cho em, mà em thì cứ cái tính lì hiếu thắng của mình quá, nên hay xảy ra xung đột hoài, em cũng thấy buồn, nên là thôi giờ thay đổi được cái gì em vẫn cố gắng thay đổi. Tại vì em không muốn anh Khương buồn, với lại không muốn vợ chồng mà cứ hay xích mích mấy chuyện nhỏ nhặt với nhau hoài, nên là em phải thay đổi bản thân để cải thiện tình trạng tình cảm của hai đứa. Sau khi em thay đổi thì em thấy bớt cãi nhau, hai đứa cũng hòa thuận lại như lúc mới yêu. Trước khi mà có một cái bữa ăn hôm nay thì anh đã nói chuyện với mẹ rất nhiều về cái tình trạng của mẹ chồng nàng dâu đó. Mặc dù bây giờ thì kia, mọi thứ là hợp thức hóa rồi, nhưng mà hỏi có buồn con dâu không thì nói trước đi, có buồn hỏi thì nó nghe lời cái nỗi, nhưng mà giờ hết buồn rồi. Mẹ em nói với anh em hết buồn, hết buồn nhưng mẹ không có nói với em, mẹ em hết buồn cho nên em nghĩ mẹ em còn buồn. Thật ra Khương nó đang ở trong một cái thế rất là khó xử, cho nên là khi mà con người ta rơi vào một cái hoàn cảnh mà không có thể tự mình giải quyết được thì luôn luôn mong chờ vào một cái điều gì đó hỗ trợ tiếp sức mình. Thì Khương đã làm được một cái điều, đó là gửi email về cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà và mời chương trình đến nhà. Để mà cái mục đích chính là gì? Để xóa bỏ cái khoảng cách, dù nó là cái khoảng cách nổi hay khoảng cách chìm. Cái xóa bỏ ở đây đó chính là mẹ và vợ của mình. Thì Ly nhân cái cơ hội ngày hôm nay thì có điều gì muốn nói với mẹ hay không, hoặc là có điều gì mà ở trong lòng mình bữa giờ chưa nói ra được, thì đây là cơ hội để cho em thể hiện. Xin lỗi má. Mong là sắp tới má đừng giận con. Thì má đã tha thứ từ lớp mà con ngồi là mà nói chuyện với má, má đã tha thứ rồi, má đã xuống nước rồi. Thì má đã nói là con dâu là má nghĩ là ruột, cho nên má đã nói là tình thương má đã thương rõ ràng con rồi. Tại vì má thương con, má thương cháu nội là phải thương con, vì con là người lo cháu nội cho má. Yeah. Là con gần gũi, cho nên á má nghĩ mà nếu mà con đã như vậy rồi thì còn gì mà buồn nữa, đồng ý không? Má đã thương rồi thì bây giờ má bỏ qua hết, má yeah. không có còn cái gì với con nữa. Dạ yeah. Thôi hay quá rồi, bác đã nói được như vậy rồi. Bây giờ anh hỏi nha, trước giờ đó là má có ngủ lại đây không? Tại vì má phải về nhà bè đúng không? Như nãy em kể chị Lan đó là má em không bao giờ ngủ lại. Vậy thì chút nữa cô có về không để con chở cô về? Không, thằng rể nó lên nó trước, nhưng mà nói thôi đêm nay má ngỡ ở đây. Thật ra đấy là lần đầu tiên mẹ em chịu ngủ á. Thật ra em kêu mẹ em còn không ngủ nữa. Đây nè, anh nói nè, kêu tự động ở lại ngủ là khác rồi đó. Thưa quý vị, chương trình này của chúng tôi không phải là một cái chương trình sắp xếp, không phải một cái chương trình mà chỉ có diễn để cho thấy người ta có một cái tình thương, có một cái sự đoàn viên, có một sự đoàn tụ, có một sự tha thứ gì đây. Nhưng mà tất cả nó đều là những cảm xúc thật cả. Thật ra Ly biết không, nếu như vẫn còn để trong lòng thì má em chắc chắn đêm nay sẽ về, không có ngủ lại đâu. Hồi nãy rể thứ ba gọi nói không, thôi con đừng lên má, bữa nay má ngủ lại. Chúc mừng. Không biết là hai bạn này có xúc động hay không, chứ em cực kỳ xúc động ở cái giây phút này. Yeah. Bởi vì lúc nãy ha, ba chị em trò chuyện ở trên kia á, thì có nói về cái nguyên nhân là vì sao mà mẹ không bao giờ mẹ ngủ lại nhà. Nó không phải xuất phát từ cái việc là mẹ có thành kiến với con dâu hay là không có đồng ý cuộc hôn nhân này, mà nó nằm ở một cái câu chuyện trước đó nữa. Nó làm cho mẹ có một cái thành kiến về cái chuyện mà ngủ lại nhà của người khác. Và cộng thêm cái việc là cũng không có được vui lòng lắm với lại con dâu của mình, cho nên là nó lại
càng làm cho mẹ không muốn ngủ lại. Nhưng ngày hôm nay khi mà bác ơi, con cảm ơn bác rất là nhiều. Cái thứ nhất là cảm ơn bác đã tha thứ, tha lỗi và đã coi như là xí xóa hết những cái gút mắt từ trước tới giờ của hai vợ chồng và đặc biệt là con dâu. Ngày hôm nay bác đã đồng ý bác ở lại, bác ngủ lại, thì con nghĩ cái đó là một cái niềm hạnh phúc nhất của Khương. Dạ. Sắp tới là ngủ hoài luôn, không chừng dọn xuống đây chăm cháu nội luôn. Hồi bữa giờ kêu không dám kêu má luôn á, mà thậm chí cũng ráng kêu không dám, nhưng mà vẫn nói là má lên ngủ. Không bao giờ, tự nhiên hôm nay má chủ động, má nói má lên ở lại má ngủ, má đừng có rước, là một cái điều mà em bất ngờ. Rồi rồi bây giờ nè, trước giờ có tặng quà cho má không? Dạ có. Rồi hôm nay nhân dịp này không biết có chuẩn bị món quà gì không, hay là có muốn chạy đi ra ngoài mua món quà gì không? Ra món quà này á là tụi em mua trước khi bé Ly sinh luôn á, mà do là má đợt má giận rồi cái tặng được một lần rồi má cũng không có lấy, nhờ phải nhờ cháu ngoại đem về. Món quà vẫn nằm ở trên đó. Và tự nhiên đúng duyên sao, tự nhiên chương trình kết nối, thì ngày hôm nay tụi em tận dụng cái chương trình, tận dụng cái khoảnh khắc này để mà tụi em sử dụng món quà đó để mà tặng mẹ. Cô này cô rất là kiệm lời, cô không biết nói chuyện luôn á. Tôi tức mình á. Nhưng mà thôi, như vậy nó đơn giản, nó mộc mạc. Nay con tặng quà cho má, xin lỗi má thì thời gian qua là má buồn. Thôi thì bây giờ là má cũng vui rồi, má cũng cảm ơn. Thôi bây giờ cái này là trời. Thôi bây giờ má hôn bé Ly rồi, bây giờ nói nghe nè. Thật ra là hai người tặng quà cho nhau, em muốn tặng hai người là lâu lắm rồi. Thật ra ôm hôn má chuyện bình thường, nhưng mà từ lúc mà má giận là lúc bé Ly có bầu đến nay á, cũng là hơn một năm rồi. Thì lâu quá mẹ con không ôm nhau, hôm nay hôn má một cái. Đem bà hôn bé Ly cái. Đó. Đó, thật sự là ngày hôm nay thì Quốc Thường với Ngọc Lan cảm thấy mình hai anh em mình làm được một cái việc. Một cái việc mà thật sự nó có ý nghĩa. Đó, em biết không, cứ mỗi một cái gia đình là đều có một cái câu chuyện để mà kể và để mà mang ra để cùng coi như là cùng giải quyết. Ví dụ như gia đình bị mắc kẹt chỗ nào, nó bị rối chỗ nào thì mình sẽ gửi chỗ đó. Và anh và Ngọc Lan luôn luôn có nghĩa là không dám nói là chúng tôi gửi cho các bạn, mà là chúng tôi sẽ đồng hành và tiếp sức và cũng như là gửi một ý gì đó để cho tất cả mọi thứ được hóa giải. Thì đây là một gia đình mà ngày hôm nay thông qua chương trình, thông qua những câu chuyện của gia đình mình, thì anh Thuận cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì không gì hạnh phúc bằng khi mà mình nhìn thấy người ta hạnh phúc và tất cả mọi thứ đều được hóa giải hết. Con xin chúc cho cô sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để cùng tận hưởng những cái phút giây thật là tuyệt vời bên gia đình, và đặc biệt là có thời gian ấm bồng nựng nhắc nhéo cắn nó lần cháu nội. Và chúc cho hai vợ chồng em sẽ càng yêu thương nhau nhiều hơn, bé Ly sẽ càng trưởng thành hơn nữa để có thể là một hậu phương vững chắc để cho Khương có thể thể hiện được hết tất cả những niềm đam mê đó với nghề, với bộ môn nghệ thuật diễn xuất của anh nhé. Cô cũng thấy là mừng là hôm nay là đến được Ngọc Lan với Quốc Thuận, thì coi như cũng là tạo được cái niềm vui định cho gia đình cô, thì cô cảm ơn hai đứa. Dạ. Rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.